Tại thành phố Hồ Chí Minh, công an địa phương này vừa phối hợp công an huyện Bình Chánh bắt giữ Vương Văn Danh, 36 tuổi, ngụ quận 8 để điều tra về hành vi dùng súng giả xông vào nhà dân cướp tài sản. Theo điều tra, tối 26 tháng 6, Danh chạy xe máy đến trước nhà chị Thủy, 38 tuổi, ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Anh ta sau đó cầm súng giả xông vào đe dọa chủ nhà, buộc đưa tài sản. Khi phát hiện tên cướp cầm súng giả, chị hô hoán chống cự nhưng bị Danh rút dao tấn công. Sau một hồi giằng co, Danh khống chế chị này lấy chiếc nhẫn, bộ vòng xi men và 900.000 đồng rồi tẩu thoát. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Bình Chánh trích xuất hình ảnh camera an ninh các tuyến đường, xác định Danh là nghi can. Sau hơn một ngày truy tìm, cảnh sát bắt được anh ta tại một trung tâm cai nghiện ma túy thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu, Danh thừa nhận hành vi khai bán số vàng được 13 triệu đồng, đem trả nợ và đóng tiền cai nghiện.